Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng, quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Giới đầu tư kỹ thuật cao của Trung Quốc rút khỏi Silicon Valley. Các chính sách mới của chính phủ Donald Trump nhằm ngăn chặn việc các công ty Trung Quốc có cơ hội tiếp cận với các phát kiến mới ở Mỹ đã khiến cho các nhà đầu tư kỹ thuật cao Trung Quốc hầu như ngưng hẳn việc bỏ tiền vào các công ty mới khởi nghiệp. Bản tin của hãng thông tấn Reuters đã nói, mức đầu tư Trung Quốc vào các công ty mới thành lập trong ngành kỹ thuật cao tại Mỹ đã lên đến cao điểm là 3 tỷ vào năm ngoái. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu kinh tế Rhodium Group có trụ sở đặt tại New York, một trong các lý do khiến cho mức đầu tư lớn lao này cũng vì giới đầu tư Trung Quốc và các công ty Mỹ muốn hoàn tất thỏa thuận trước khi các quy luật mới có hiệu lực vào tháng 8 năm ngoái. Từ đó đến nay, tài trợ của các công ty đầu tư Trung Quốc coi như ngừng lại. Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật mới, theo đó mở rộng quyền hạn của chính quyền liên bang nhằm ngăn chặn việc các công ty ngoại quốc đầu tư vào các công ty Mỹ, bất kể là từ quốc gia nào. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, ông Trump vẫn thường lên tiếng đòi hỏi không để cho Trung Quốc có được các phát kiến thuộc hàng kỹ thuật chiến lược của Mỹ. Luật sư Neil O'Donnell, người thường đại diện cho các công ty kỹ thuật cao của Mỹ để hoàn tất việc ký kết giao kèo với các nhà đầu tư ngoại quốc, nói rằng các thỏa thuận với công ty Trung Quốc, các nhà đầu tư Trung Quốc coi như bị ngưng lại. Thưa quý vị, Bộ Lao động báo cáo việc làm tăng cao. Fed nói chừng mực tăng lãi suất. Thị trường chứng khoán New York tăng mạnh sau phiên giao dịch thứ 6 sau khi Bộ Lao động công bố báo cáo tốt đẹp về tình hình công ăn việc làm và các phát biểu từ Chủ tịch Ngân khố Hoa Kỳ Fed, ông Jerome Powell, giúp giảm bớt lo ngại về lãi suất nhanh chóng tăng lên. Ngày thứ 6 khởi sự với dấu hiệu tốt đẹp cho giới đầu tư khi Bộ Lao động đưa ra bản báo cáo là giới chủ nhân tạo thêm 312.000 việc làm trong tháng 12, vượt quá con số mà các kinh tế gia dự trù là 181.000. Đây là con số vững mạnh, cho chúng ta thấy là tình trạng suy thoái kinh tế không cận kề như lo ngại, theo lời ông Michael Ning, người đứng đầu lĩnh vực đầu tư cho công ty Face Capital. Sau đó, Chủ tịch Fed ông Jerome Powell tạo thêm sự an tâm khi nói rằng sẽ có sự chừng mực khi tăng lãi suất, không quá nhanh, quá nhiều như thị trường lo ngại. Ông Powell cũng nói sẽ không từ chức cho dù Tổng thống Trump yêu cầu, một điều giúp người đầu tư ít lo ngại về sự chao đảo trong chính sách tiền tệ. Kẻ tình nghi vụ tấn công chiến hạm USS Cole năm 2000 có thể đã bị giết. Nguồn tin từ các giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Sáu, 4 tháng Giêng nói rằng một cuộc không kích mới đây ở vùng Tây Yemen có thể đã sát hại được một trong những kẻ tình nghi phối hợp cuộc tấn công chiến hạm USS Cole của Mỹ vào năm 2000, khiến cho 17 thủy thủ Mỹ thiệt mạng. Bản tin hãng thông tấn Reuters nói rằng, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung Bộ của Mỹ, Hải quân Đại tá William Urban cho hay, người này là Jamal al-Badawi, một thành viên của Al-Qaeda. Cuộc không kích xảy ra hôm thứ Ba tuần trước tại tỉnh Marib, nằm cách thủ đô Sana'a của Yemen chừng 75 dặm về phía đông. Đại tá Urban đã nói với tờ Washington Post rằng, quân đội Hoa Kỳ hiện vẫn còn đang lượng định kết quả cuộc không tập và xác nhận việc tiêu diệt Jamal al-Badawi. Một đại bồi thẩm đoàn Liên bang Hoa Kỳ truy tố Badawi với 50 tội danh năm 2003 vì cuộc tấn công này. Chiến hạm USS Cole thuộc loại khu trục hạm Alley Berg đang chuẩn bị cập cầu ở cảng tại Yemen để nhận tiếp tế dầu, thì một trong các tàu kéo có nhiệm vụ giúp cho chiếc Cole cập cảng đã cho nổ quả bom lớn ngay giữa thân tàu, khiến cho 17 thủy thủ thiệt mạng và 39 người khác bị thương. Thưa quý vị, chiến hạm Hoa Kỳ đi qua hàng xa lúc đàm phán thương mại Mỹ-Trung bắt đầu. Khu vực hạm tên lửa dẫn đường USS Mark Campbell đã đi qua quần đảo Hoàng Sa ngay vào lúc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được mở lại hôm nay, 7 tháng Giêng. Bắc Kinh gọi đây là một hành động khiêu khích của Mỹ. Phát ngôn viên hạm đội Thái Bình Dương Rachel McMoore tuyên bố chiến hạm USS Mark Campbell đã tuần tra bên trong khu vực 12 hải lý của quần đảo Hoàng Sa để thực hiện quyền tự do hàng hải, thách thức các yêu sách quá đáng trên biển. New York Times dẫn nguồn tin hải quân cho biết thêm, khu trục hạm Mỹ đã đi ngang qua ba đảo là đảo Cay, Tree Island, Lincoln, Lincoln Island và Phú Lâm, Woody Island. Theo bà McMoore, hoạt động này không nhắm vào một quốc gia cụ thể hay mang ý nghĩa chính trị nào. Trước đó, vào tháng 9 năm 2018, chiến hạm USS Decatur cũng đã tuần tra tại Trường Sa, đi vào vùng 12 hải lý giữa hai cụm đảo san hô là đá Gavin và đá Colin. Tuyên bố của phía Hoa Kỳ được đưa ra vào lúc cuộc đàm phán thương mại bắt đầu tại Bắc Kinh. Đây là vòng thương lượng trực tiếp đầu tiên kể từ khi đôi bên thỏa thuận ngừng chiến 90 ngày cho đến đầu tháng 3. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cung cấp cho Hoa Kỳ tài liệu về giáo sĩ Fethullah Gulen,
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Abdulhamid Gül khẳng định Ankara sẵn sàng cung cấp cho phái đoàn Hoa Kỳ mọi tài liệu cần thiết về cuộc điều tra liên quan đến các hoạt động của phong trào ủng hộ giáo sĩ Gülen, người bị cáo buộc đứng đằng sau âm mưu đảo chánh bất thành vào năm 2016. Phát biểu với trước báo giới, ông Abdulhamid Gül đã cho biết các viên chức Hoa Kỳ đề nghị xem xét một số dữ liệu kỹ thuật về sự liên quan của tổ chức khủng bố Fethullah đến âm mưu đảo chánh năm 2016 và Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp những chứng cứ cần thiết. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng chuyến viếng thăm của phái đoàn thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ rất quan trọng và kết quả của cuộc điều tra sẽ ảnh hưởng đến tiến trình dẫn độ giáo sĩ Gülen. Chuyển sang phần tin đời sống. Thưa quý vị, đám cưới tập thể được cử hành tại thành phố Cát Nghĩa Tân của Trung Quốc. Hàng chục đôi uyên ương đã cùng trao nhau lời thề nguyện trọn đời bên trong một lễ cưới tập thể tại thành phố Cát Nghĩa Tân của Trung Quốc vào ngày Chủ nhật 6 tháng Giêng trong khuôn khổ của lễ hội Băng Đăng Harbin International Ice Festival. Truyền thông địa phương cho biết, tổng cộng 47 cặp tình nhân đã khoác trên người bộ trang phục truyền thống của ngày lễ cưới. Chỉ có duy nhất một cặp trong số này là người ngoại quốc đến từ Ý. Các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết cũng đã tới chúc phúc cho cô dâu chú rể. Lễ hội băng đăng quốc tế hàng năm thường thu hút hàng triệu du khách tới thăm thành phố Cát Nghĩa Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Đây là năm thứ 35 sự kiện này được tổ chức trong cái lạnh là âm 35 độ C. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau thông tin thương mại, Hải Bình và Ngọc Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.